Những ngày cuối năm luôn là những ngày đặc biệt trong một năm. Và đây là thời điểm mà tất cả chúng ta dường như sống chậm lại để dành chỗ cho những suy nghĩ và định hướng cho tương lai. Nếu phải viết cho những ngày cuối năm thì Mạnh và Phi sẽ viết về những thành tựu mà mình đã đạt được những thời gian vừa qua, những thách thức mà mình đã trải qua trong năm vừa rồi, và viết cho những ngày mà chúng ta có thể nhìn lại bản thân để thay đổi như thế nào trong tương lai. Thật là háo hức đúng không các bạn? Dù là mới qua cái mùa Covid-19, nhưng mà ta cũng được đền đáp xứng đáng bằng những cái project thành công nè, rồi những cái video chia sẻ âm nhạc cho các bạn nè, và đặc biệt là mình còn cũng được công nhận bởi một nút bạc. YouTube đã gửi và chúng ta đã hơn 100.000 subscribe trên kênh YouTube của chúng ta rồi đó Phi. Và hoàn toàn là đây là một cái điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình được nút bạc. Có nghĩa là mình cứ quay clip rồi mình cứ đăng lên, mình chia sẻ rồi thôi, là các bạn thích rồi các bạn comment rồi. Thích bài này bài kia, rồi mình lại chơi thôi hả. Năm sau á là với một cái tinh thần là chúng ta sẽ quay chuyên nghiệp hơn, có những hình ảnh đẹp hơn, những cái âm thanh, chất lượng âm thanh tốt hơn nữa nha. Đó, cái micro này nhìn nó chuyên nghiệp hẳn mà họ không biết rằng nó là nút bạc đó như thế nào nữa Phi ơi. Ủa, anh chưa thấy luôn. Anh mới nhận được thôi à. Đây à, còn trong bao bì nữa nè Phi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau inbox cái nút bạc nha. Trời, háo hức quá à. Từ từ bình tĩnh. Ôi háo hức quá Phi ơi. Ôi. Anh ơi, đang quay clip, bình tĩnh. Bây giờ chúng ta sẽ mở nút bạc nha. Dạ, nó nhỏ thôi. Dạ. Thấu quá Phi ơi. Thôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đúng rồi. Đừng làm cho các bạn sợ. Món anh với Phi sẽ đặt tên anh Phi là gì không? Nói gì vậy? Thảo Mai hả? Ô dè. Nãy giờ cái clip mình toàn là dè không? Nãy giờ không có gì. Phải có là dè. Cứ cái gì cũng dè. Không biết nói gì cũng dè. Wow, nhìn nè. Mừng quá cũng dè nha mấy bạn. Rồi. Lúc mà anh xem các bạn á là tự hào khoe về cái nút nút vàng nút bạc á, mình nói trời. Chắc không bao giờ là mình có cơ hội đó đâu. Mỗi lần thấy các cũng như là mấy bạn diễn viên, đúng là YouTuber mà khoe nút bạc nút vàng gì đó, cái mình nghĩ không biết khi nào. Kệ đi. Mà các bạn biết không, cái kênh YouTube của Mạnh và Phi á là đặt tên là Mạnh Piano Official, nhưng mà thực ra đó là tại vì nó ngay từ đầu là tên như vậy rồi, nhưng thực ra là cái đằng sau đó là một cái những người mà đã hỗ trợ Mạnh rất là nhiều, trong đó có Phi Phi. Đó, Phi Phi cũng thường xuyên xuất hiện trong video clip nè. Rồi có sự đồng hành của gia đình nè. Rồi có những bạn nghệ sĩ khác nữa nè. Rồi có cả anh Hải Grand là người mà luôn luôn là góp mặt. Đúng rồi, góp mặt trong những cái dự án thành công của Mạnh. Và các bạn biết là quay ngoài trời á đâu phải dễ dàng đâu. Là lúc nào cũng sẽ phải có một cái sự đồng hành rất lớn của cả một ekip như vậy đó các bạn ơi. Và đây, cái nút bạc này không phải dành riêng cho Mạnh đâu. Mình nghĩ rằng nó là một cái kết quả, nó là một cái sự nỗ lực, nó là một cái sự đam mê, nó là một sự quyết tâm và nhiệt huyết của cả một ekip luôn đó các bạn. Có thể lấy cái kia để chân nhanh hơn. Đó. Bây giờ nha. Đó. Vui quá. Anh không biết là cái hình dạng nó sao luôn Phi. Anh chỉ thấy ở trên mạng thôi. Rồi người ta cũng rất là kỹ Phi ha. Đó. Bởi vậy người ta rất là trân trọng đó. Đó. Nghe, Phi nghe cái tiếng. Đó. Nhẹ. Nghe cái tiếng này cũng đã thấy thích rồi đúng không Phi? Đó, nghe tiếng mà mở hộp á. Rồi cái này anh đập hộp cái nút bạc này mà anh còn thích hơn cả anh. Đưa đây. Anh mua một cái món sản phẩm điện tử mới nữa đó Phi. Đó thật sự đó. Quá rồi chúng ta chuẩn bị mở nha các bạn ơi. Sẵn sàng chưa? Hôm nay là chứ đừng biết bao nhiêu là tình cảm của mọi người dành cho mình đó nha. Đúng rồi, nên là rất là xúc động. Rất là còn xúc động luôn. Còn một miếng nữa, đây xé tiếp đi. Yeah, chiu. Đây yeah. Để rồi, xem. Ok. Rồi, bây giờ nha chúng ta hãy cùng xem nha. Vui quá nên hay lộng xộng nha mấy bạn. Thật sự luôn. Ủa, rồi cái nút đâu? Đây, bình tĩnh mấy bạn. Tê. Ủa rồi cái nút đâu? Hả? Tiên. Đó, yeah, wow. Đẹp quá. Nổi lên. Wow. Trời ơi, nổi da gà hết rồi nè Phi, cứ nhìn tay anh nổi da gà rồi nè. Quá hạnh phúc luôn. Trời nào, Mạnh Piano Official for passing 100,000 subscribers YouTube. Wow, hạnh phúc quá đi. Wow, một mùa Noel thật là ý nghĩa đúng không anh Mạnh? Dạ, đúng rồi. Đó. Đó, dành cho người mà đạt được 100.000 subscribe và chúc mừng bạn. Và chúng tôi không thể chờ đợi lâu để thấy bạn có được những cái bước tiến thật là dài ở những cái project tiếp theo. Ý là mong mình là sẽ
cố gắng hơn nữa, đúng không? Yeah. Thật sự nha, thật sự mình cũng không có dám nghĩ nhiều gì đâu, nhưng mà hả, mỗi ngày là một cuộc hành trình và mình sẽ cố gắng làm sao cho mình sống thật là có giá trị và đem lại những cái điều mà mình biết và mình có thể chia sẻ cho mọi người, đó là niềm hạnh phúc rồi. Và đây mình nghĩ rằng đó là một cái sự ghi nhận nho nhỏ mà cộng đồng đã dành cho mình và khán giả đã luôn luôn yêu quý mình, yêu quý đó, nè, và mình đã được công nhận như vậy nè. Đó, các bạn thấy có không? Thể cho em cầm được không? Chắc chắn rồi Phi. Đây đây, và Phi cũng góp phần không nhỏ đó. Vậy là Phi phải hứa với các bạn là năm sau là phải xuất hiện nhiều hơn trên kênh YouTube đấy nha. Em vẫn nói một câu, anh mà nhớ rủ em nha. Mà lúc nào mình cũng âm thầm á, mình các bạn biết không, mình hay quay video clip khi có cảm hứng. Và hả, thường là nó sẽ vào nửa đêm thôi, hay là hả, những cái lúc nào mà mình rảnh. Và lúc đó thì Phi sẽ bận việc khác, mình không có rủ Phi trước gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ có những cái project rất là rõ ràng để Phi cùng tham gia và cả ekip mình cùng làm nha. Đúng không Phi? Đẹp. Sao đẹp không các bạn ơi? Đẹp quá. Đây. Có thể ngắm gương được luôn nha. Yeah, đó. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Và chúc cho các bạn có một mùa Giáng sinh thật là an bình cùng với gia đình và luôn luôn đồng hành cùng với Mạnh và Phi trong những dự án âm nhạc tiếp theo nha. Và mình nghĩ rằng á, là mỗi người đều có một niềm đam mê trong cuộc sống mình. Và nếu như chúng ta tìm thấy được niềm đam mê của mình thì hãy giữ cái ngọn lửa đam mê đó và thực hiện nó tới cùng nha các bạn. Và Mạnh và Phi làm được thì các bạn cũng làm cũng được đấy nha. Cũng sẽ làm được. Yeah. Hello các bạn. Yeah. Năm 2022 là một năm rất là đáng nhớ đúng không Phi? Yeah. Ngoài ấy show đó. Tiếp luôn. Năm 2022 là một năm rất năm 2022. Đúng rồi, đừng ạ. Tỉnh tâm. Năm 2022 đó Phi. Đừng, tỉnh tâm. Có rất là nhiều điều rất là tuyệt vời. Anh lỗi anh.